Xin chào cả nhà, hôm nay cơ sở đồ gỗ Mạnh Sơn em xin gửi đến cả nhà một mẫu siêu siêu tác phẩm ạ, một bức bình mai lan phú quý chất liệu là gỗ lưu hương cả nhà nhá. Sản phẩm được chế tác hoàn toàn thủ công bằng tay và đục tứ diện cực kỳ gánh bong luôn ạ. Sản phẩm có chiều cao là 1m45, chiều rộng 74 và chiều sâu cũng là 74 phân ạ. Đường kính bình thì vào xấp xỉ khoảng 52 phân, rất là to ở nhà nhá. Và đặc biệt là bình được vo tròn thủ công hoàn toàn bằng tay, được chế tác cực kỳ kỹ càng và sắc nét ạ. Rồi, không để các bác chờ đợi lâu nữa. Ngay bây giờ em sẽ đưa camera lại gần để cả nhà có thể ngắm kỹ hơn về chi tiết của siêu phẩm bình mai lan này ạ. Đầu tiên là cái chất lưu, các bạn thấy này, hoa lưu vòng quanh bình ở nhà nhá. Rất là khó để kiếm được một cái phôi gỗ lưu mà hoa lưu vòng quanh bình thế này ạ. Rất là đẳng cấp cả nhà. Cực kỳ tinh xảo luôn đây ạ. Đấy, các bạn thấy này. Hoa lưu cả trên cả dưới cả nhà nhá. Cực kỳ kỹ càng luôn ạ, cực kỳ kỹ càng luôn. Và đặc biệt trên thân cây này. Đó, đục hơn 200 bông hoa, hơn 200 bông hoa cả nhà nhá. Từng cánh hoa làm chia đều 5 cánh rất là tuyệt vời các bạn thấy ạ. Từng chú ong này, từng cánh nhỏ làm rất là tỉ mỉ các bạn ạ. Rất là tỉ mỉ luôn. Đó, rất nhiều cánh hoa bụng nhụy làm chia đều rất là tuyệt vời. Đã đây ạ. Đó. Đây đây. Dạ, từng cánh bướm cũng đều được làm bằng gỗ hết cả nhà nhá. Từng cánh bướm làm bằng gỗ hết ạ. Hoa lá đều có lưu hết này. Hoa lá đều có lưu các bác ạ. Rất là tuyệt vời và đẳng cấp. Dạ đây. Hãy thấy này. Từng cái tổ ong luôn ạ. Từng cái tổ ong ở nhà nhá. Làm quá kỹ càng và sắc nét ạ. Thân cây vươn thẳng lên di sần đánh sần rất là tuyệt vời. Và để có giá tốt nhất của siêu phẩm này thì cả nhà vui lòng liên hệ cơ sở đồ gỗ Mạnh Sơn em qua hai số điện thoại 083 455 567 hoặc 0345 724 6 ạ. Em xin chào cả nhà.